Chào mừng các bạn đã đến với một series hoàn toàn mới trên kênh. Đây hứa hẹn sẽ là một series dài kỳ, được đăng định kỳ vào mỗi tối thứ 6, mang tên Tiêu điểm Pokemon. Ở trong chuỗi series này, chúng ta sẽ cùng nhau nói sâu hơn về sức mạnh của một Pokemon cụ thể, cũng như là những phương pháp xây dựng một Pokemon để đem chúng chinh chiến trên đấu trường. Và đương nhiên, đây sẽ chỉ là những gợi ý để bạn có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của Pokemon đó và mang giá trị tham khảo khi chưa biết nên dùng Pokemon đó cách như thế nào. Cả Semin tôi và người viết kịch bản cho series này vẫn mong muốn một Pokemon có thể được xây dựng theo sở thích, phong cách chiến đấu và tình yêu của nhà huấn luyện dành cho Pokemon đó. Còn nếu bạn vẫn còn mơ hồ, không biết nên sử dụng Pokemon đó theo hướng nào, thì chuỗi series này chắc chắn là dành cho bạn. Bây giờ thì bắt đầu thôi! Ở tập này, chúng ta sẽ nói đến Pokemon mang thứ tự số 855, đó chính là Poltegeist. Pokemon huyền bí được tạo ra từ trà đen và mang hình dáng của một chiếc ấm trà cổ điển. Poltegeist không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài độc đáo, mà còn bởi sự bí ẩn bên sâu trong Pokemon này. Được biết, Poltegeist sẽ đánh lừa những sinh vật khác uống trà của chúng và hút đi sinh lực của đối phương. Vậy trong đấu trường hiện tại, liệu Poltegeist có đủ sức hút đi sinh lực của các Pokemon nổi trội đang làm mưa làm gió trên đấu trường hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này trong phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh, với tổng chỉ số cơ bản là 508, Poltegeist mang bộ chỉ số tương đối tốt và các chỉ số tấn công đặc biệt cũng như là phòng thủ đặc biệt khá cao, phản ánh khả năng gây sát thương mạnh mẽ của Pokemon này. Nhưng các chỉ số quan trọng còn lại như là chỉ số sinh lực HP và Speed để biến Pokemon này thành một cổ pháo hủy diệt thì lại rất thấp. Tốc độ thì nằm ở mức lưng chừng, không quá cao cũng không quá thấp để sử dụng trong Trick Room. Poltegeist mang trong mình hai đặc tính là Weak Armor. Khi nó bị tấn công bởi các chiêu thức vật lý, nó sẽ giảm một bậc phòng thủ vật lý và tăng hai bậc chỉ số tốc độ. Đặc tính thứ hai là Crush Body, cho phép nó có 30% cơ hội vô hiệu hóa đòn tấn công của đối phương khi bị đánh bởi một chiêu thức bất kỳ. Về đặc tính thì may mắn nó có cả hai đặc tính rất hữu dụng trong chiến đấu và giúp phần nào nó khắc phục về các điểm yếu tốc độ. Weak Armor sẽ giúp cho Poltegeist có cơ hội bứt tốc và sẽ có cơ hội biến thành một cổ pháo hủy diệt đúng nghĩa. Mang đơn hệ ma trong người nên sẽ khiến cho Poltegeist nhận gấp đôi sát thương bởi các chiêu hệ ma và bóng tối. Nhưng vì sẵn là một Pokemon với sinh lực rất mỏng, chúng ta không cần quá quan tâm đến vấn đề này. Ở đây ta có hệ ma với khả năng miễn nhiễm cả hai hệ là giác đấu và thường. Điều này sẽ mang lại lợi thế tương đối cho Poltegeist vì không bị ảnh hưởng bởi các chiêu thức nguy hiểm như là Fake Out. Về lối chơi và chiến thuật xoay quanh nó, qua những thông tin kể trên về Poltegeist, chúng mình khuyến khích những lối chơi và chiến thuật như sau. Chiến thuật này sẽ mang hơi hướng về setup chỉ số, nên trong lượt đầu sẽ là lượt setup của Poltegeist. Trước tiên thì Poltegeist phải có đặc tính là Weak Armor để dùng chiến thuật này. Ở lượt đánh đầu, Poltegeist sẽ tự setup với Shell Smash. Một chiêu sẽ tăng hai bậc sức mạnh ở cả ba mảng là tấn công vật lý, công đặc biệt và tốc độ. Tuy nó sẽ giảm một bậc hai mảng chỉ số phòng thủ, nhưng điều này đối với Pokemon mỏng manh như là Poltegeist không còn quan trọng nữa. Sau khi đã được setup với Shell Smash, thì chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ lần lượt của Poltegeist sẽ là 268 và 140. Nhưng bên cạnh đó còn có đặc tính Weak Armor chưa được kích hoạt. Nếu có một đòn tấn công nào vào Poltegeist sẽ làm cho Weak Armor được kích hoạt ngay lập tức. Vậy sau khi setup thuận lợi trong lượt đầu tiên, chúng ta sẽ có một tách trà hút hồn thực sự với công đặc biệt là 268. Khi mọi thứ đã được ổn định thì lúc này chỉ cần việc tấn công và giành phần thắng về cho bản thân. Nhưng vì lúc này cái giá phải trả là hai bậc phòng thủ bị giảm xuống, nên chỉ cần khều nhẹ thôi cũng đủ khiến cho tách trà này bị vỡ ra. Do đó ngoài việc cầm theo vật phẩm, chúng ta cần có đồng minh khắc chế và bảo vệ tách trà này. Điểm yếu của chiến thuật. Dạng chiến thuật trên là setup chỉ số. Vì vậy để phá chiến thuật này chỉ cần dùng các chiêu thức như là Haze để trung hòa các chỉ số trở lại. Sử dụng Taunt để ngăn chặn Poltegeist setup chỉ số bằng Shell Smash. Cùng với những đòn tấn công liên hoàn như là Surging Strike để hạ Poltegeist và vô hiệu hóa những trang bị như là Focus Sash. Sau khi Poltegeist đã setup và bứt tốc hoàn toàn các Pokemon khác, thì đối thủ vẫn có thể sử dụng những đòn tấn công ưu tiên để hạ Poltegeist như là Sucker Punch. Về việc đồng đội đi cùng, với những điểm mạnh và điểm yếu như trên, thì sẽ có những đồng đội đi cùng hỗ trợ như sau. Tiêu biểu có thể nhắc đến là Inteleki, với đặc tính Psychic Surge tạo ra môi trường tâm linh và ngăn chặn các chiêu thức ưu tiên như là Sucker Punch tấn công vào Poltegeist. Chiêu Follow Me để hút chiêu đối thủ về phía mình, giúp đỡ đòn cho Poltegeist. Trick Room để phá hủy chiến thuật dùng căn phòng xảo thuật của đối thủ. Helping Hand để tối ưu hóa sát thương của Poltegeist, One Hit KO những đối thủ có sinh lực cao. Bên cạnh sử dụng Inteleki cũng có thể cân nhắc việc sử dụng Fairy Grass với vai trò và các chiêu thức tương tự.
Ngoài ra còn có thể sử dụng một số Pokemon xài fake cao để chặn chiêu thức của đối thủ trong lượt đầu tiên như là Incineroar hay là Rillaboom, không cho đối thủ tấn công vào Poltergeist cũng như là giúp cho Poltergeist setup an toàn trong lượt đầu. Về mảng EVs và IVs, để tối ưu về sức mạnh và chiến thuật trên, không thể thiếu về việc phân bố chỉ số IVs và EV cho hợp lý. Về mảng EVs thì chúng ta sẽ nâng tối đa tốc độ và công đặc biệt, còn lại 4 điểm thì cho qua sinh lực. Điều này sẽ giúp cho Pokemon biến thành sweeper đặc biệt đáng sợ nếu setup thành công. Còn mảng IVs thì cứ maximum mấy cái cần thiết, bỏ công vật lý ra, cho đỡ phải dính nhiều sát thương nếu bị confused. Về tính cách hay còn gọi là nature thì có thể chọn hai loại, một là Modest, tăng 10% công đặc biệt và giảm 10% công vật lý để tối ưu hóa khả năng tấn công đặc biệt của nó. Timid, tăng 10% tốc độ và giảm 10% công vật lý để tối đa thêm tốc độ cho Poltergeist. Bên cạnh đó cũng có thể cho nó Terra thành hệ Stella. Sẵn sau khi setup thì nó đã là một Pokemon có sức tấn công mạnh mẽ rồi, nên Terra thành hệ Stella giúp cho Poltergeist tối ưu hóa sát thương của bản thân nhiều hơn. Về phần trang bị thì như cũng đã nói trên, chắc chắn nó phải mang theo Focus Sash. Trang bị này giúp cho Poltergeist sống sót sau một đòn tấn công của kẻ địch, giúp cho việc setup diễn ra thuận lợi hơn, cũng như là Quick Armor được kích hoạt một cách an toàn hơn. Về chiêu thức thì Shell Smash là chiêu không thể thiếu đối với chiến thuật setup ở trên. Protect để bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công trong một lượt là cách tốt nhất để đoán được nước đi của đối phương. Vì lúc setup xong thì Poltergeist rất mỏng manh nên rất dễ dàng câu được các chiêu thức từ đối thủ. Việc bảo vệ bản thân sẽ giúp cho phán đoán của chúng ta trong lượt tiếp theo chính xác hơn. Shadow Ball là chiêu thức tấn công được lựa chọn cho Poltergeist để tăng thêm sát thương nhờ Staff hệ ma. Terra Blast dùng để tối ưu sát thương từ hệ Stella, hoặc nếu Terra thành hệ bóng tối thì có thể khắc chế được một số Pokemon khắc hệ khác. Và phần tiếp theo sẽ là một trận thực chiến để cho mọi người hiểu rõ hơn về những gì mình đã nói trước đó. Ra trận đầu tiên sẽ là Incineroar và Poltergeist. Ở bên phía đối thủ đang là Chimpao và Flutterman. Cả hai Pokemon này đều đánh rất nhanh và đánh rất đau. Mục tiêu đầu tiên là phải để cho Poltergeist set up Shell Smash an toàn trước. Có thể cả hai con Pokemon của đối phương đều sẽ đánh vào Poltergeist, nên chúng ta sẽ fake out và Chimpao. Và bên họ đã rút Chimpao về. Vậy thì rất có khả năng là Flutterman sẽ đánh vào Poltergeist và chúng ta vẫn sẽ sống sót bằng nhờ Focus Sash. Với ưu tiên hàng đầu là set up Shell Smash và kết liễu đối thủ càng nhiều càng tốt. Sau đòn đánh này của Flutterman thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ set up được Shell Smash. Và lượt sau chắc chắn chúng ta sẽ nhanh hơn Flutterman để mà trả đũa. Nhưng vấn đề ở đây là King Gambit có chiêu ưu tiên Sucker Punch, một chiêu không thể nào thiếu của nó, nên chắc chắn lượt sau nó sẽ dùng Sucker Punch với Poltergeist. Chỉ số công đặc biệt và tốc độ bây giờ của Poltergeist đã được tăng lên gấp đôi, nên đối thủ sẽ nhanh chóng đánh hơi được mùi đe dọa từ nó mà kết liễu nó. Dù sao nó chỉ còn một máu thôi mà, cỡ nào cũng phải kết liễu nó cho bằng được. Lúc này thì bên họ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm và rút Flutterman về để cho King Gambit xử lý Poltergeist bằng Sucker Punch. Biết được vấn đề đó nên chúng ta sẽ rút Incineroar về và cho Indeedee ra. Ngay lập tức Indeedee sau khi ra trận sẽ tạo ra môi trường tâm linh. Môi trường này có tác dụng ngăn cản các chiêu ưu tiên và sẽ vô hiệu hóa ngay lập tức chiêu Sucker Punch của King Gambit. Bên cạnh đó thì Indeedee cũng sẽ mang theo trang bị Psychic Seed để tăng thêm một bậc thủ đặc biệt giúp nó trụ sân lâu hơn. Và đúng như dự đoán thì King Gambit cũng đã sử dụng Sucker Punch và Poltergeist. Bây giờ thì Poltergeist không còn sợ những chiêu ưu tiên nữa và có thể thoải mái nã đạn vào đối thủ. Đương nhiên là với như đó sức mạnh nó đủ hạ gục Landorus trong một đòn, và chính Poltergeist sẽ là sweeper cho trận này. Cho dù là phần lớn đội hình của đối thủ có tới 3 Pokemon có thể khắc chế được cả Poltergeist và Indeedee, nhưng vì hiện tại đối thủ đang không có con Pokemon nào nhanh hơn Poltergeist nên chúng ta đang chiếm ưu thế rất lớn. Vấn đề là Poltergeist đang không có chiêu nào đánh cả hai cùng một lúc, nơi đối phương rất dễ dồn sức đánh Poltergeist một lần cho xong. Do đó chúng ta sẽ Terra cho Indeedee thành hệ tiên và dùng Follow Me để hút chiêu hệ bóng tối của bên kia về. Nhờ Terra thành hệ tiên mà chắc chắn Indeedee sẽ sống sót sau cả hai đòn đánh của hai Pokemon hệ bóng tối cực mạnh phía đối thủ. Và cũng vì chiêu Shadow Ball hệ ma sẽ không có quá nhiều tác dụng đối với hai Pokemon hệ bóng tối, nên chúng ta sẽ có một lựa chọn khác là sử dụng Terra Blast. Đối thủ thì đang cố gắng sử dụng vần mây bằng cách sử dụng Seeker một lần kết liễu Indeedee. Và đúng như dự đoán, chiêu Counter Clip sẽ không có quá nhiều tác dụng vào Indeedee. Hiện tại nếu đánh tiếp thì lượt sau chúng ta chắc chắn sẽ kết liễu được Chimpao. Còn King Gambit thì chúng ta vẫn sẽ dùng Indeedee để hút chiêu hệ bóng tối về phía mình. Chừng nào môi trường tâm linh còn được dựng thì lúc đó cả hai Pokemon hệ bóng tối đều không thể sử dụng được Sucker Punch. Một vấn đề nho nhỏ đây là chiêu Terra Blast sẽ không có quá nhiều tác dụng đối với King Gambit.
Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn Incineroar phía sau. Và Poltergeist đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình trong việc kết liễu cả hai Pokemon tấn công khá tốt ở đối phương. Bây giờ thì Poltergeist có bất tỉnh thì chúng ta vẫn sẽ giành được phần thắng. Và bên đối phương đã bỏ cuộc. Trận đấu kết thúc. Tổng kết lại thì Poltergeist là một Pokemon nằm ở mức khá đến tốt, vì cần phải đầu tư hỗ trợ và setup đủ nhiều để có sức mạnh, phù hợp với những người chơi có lối chơi tỉ mỉ và cần hiểu rõ cũng như đọc được nước đi tiếp theo của đối thủ. Dù là một Pokemon setup với mức sát thương và tốc độ khủng, thì Poltergeist vẫn nên là một Pokemon mở đầu trận đấu càng quét đối phương, vì nếu không thể hạ được đối thủ trong một chiêu thì khả năng cao Poltergeist sẽ bị hạ gục ngay sau đó, nên vẫn sẽ cần các đồng minh mạnh mẽ khác làm phần còn lại sau Poltergeist. Nên tụi mình sẽ làm cái đánh giá nho nhỏ cho Pokemon này là 4/5 sao. Và ở trên là toàn bộ thông tin mà tụi mình đưa ra để mọi người hiểu rõ hơn về Poltergeist, cũng như là chiến thuật có thể giúp cho Pokemon này giành chiến thắng ở trên đấu trường. Còn nếu có gì thiếu sót mà tụi mình chưa nhắc đến thì các nhà huấn luyện cũng đừng ngần ngại đưa ra ý kiến riêng của mình ở phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên là các bạn có thể gợi ý các Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình gợi ý xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm Pokemon tuần sau. Bye.